con mỹ mạo như hoa. Cái lũ thì chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV cuộc sống của tôi. Hôm nay động ế tụi mình đi chơi, đi chụp hình tại quán cà phê có một cái phong cảnh rất là đẹp luôn nha các bạn. Ở đây thì coi như là có một khu vườn và rất là nhiều cây xanh. Đây, nguyên một con đường. Đây dàn cây cảnh cầu thang đẹp lắm nha các bạn ơi. Uốn khúc quanh co. Một khu vườn xinh đẹp giữa lòng thành phố. Đây các bạn ơi, cây cảnh rất là đẹp luôn. Mọi người lên đây có thể uống nước và chụp hình. Thường thì họ sẽ khi đi khoảng vào giờ chiều thì có lẽ sẽ chụp được những bức ảnh xinh đẹp hơn. Đợi chút.
nắng quá trời ơi các bạn ơi, đi một chút mà đó là đổ mồ hôi một kê. Cái này đi tầm dắt chiều thì có lẽ đẹp không, nhưng mà chiều á thì khoảng chở 4 giờ mấy 5 giờ trở lên nó mới đẹp nha. Cái 4 giờ chiều đi cũng nắng lắm coi nè, nhưng mà sáng nó nóng, nó nóng nhưng mà nó không có mệt, nó chỉ là đổ mồ hôi thôi. Còn chiều á, nắng chiều nó gắt lắm, cỡ tầm 5 giờ chiều lên mới đẹp, mà nó sẽ mau xuống, mau xuống ánh đèn. Món bánh gì của mình nè các bạn, cái bánh mình sẽ chấm với lại cái sốt phô mai đúng không ta, nạp thêm năng lượng. Ngon nha. Cái này là trà sữa mà đường cháy. Để xem nước uống ở đây được không. Thơm béo lắm nha. Đây, cái lớp caramel đường trái của mình nè, uống vào rất là thơm, thơm ngậy luôn, béo ngậy luôn. Cái phô mai nè, cái bánh đó, hai bạn gái bao hết cái phòng này luôn. Ở đây có một cái cửa sổ dòm ra cũng chiêu chiêu lắm nha. Tôi thấy ở ngoài đây nó có một cái cây hoa để quay cho các bạn. Ấy là gì nè, bà cái đưa bà nắm chị đi, thế bắt đầu bà cái kéo sẵn rồi mình ghé cái đưa đây cho tôi vậy nè, đó tức là bài chị dùng được à, cái tinh nguyên dòng nhiều quá dòng lại.